chưa? Hello. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đến với một tựa game mới. Shadow Warriors. Thì con game này nó có trên Steam hoặc là có trên nền tảng GOG. Thì giá nó trên Steam là hình như là hơn 300.000 cơ. Nhưng mà ngày hôm qua với ngày hôm kia mà kỷ niệm 15 thành lập của cái nền tảng GOG này. Không biết viết tắt từ cái gì, biết thấy nó ghi là GOG đây. Thì nó tặng miễn phí con game này. Nên là hôm qua mình đã nhận được. Rồi hôm nay thì chắc là nó hết rồi. Nó hết khuyến mại rồi. À nó hết tặng game rồi. Nó tặng trong có 2 ngày với sao ấy. Thì đây. Hôm nay nó hết tặng game rồi thì ai mà chưa lấy được thì khá tiếc. Một con này game này nó tân được dạng game cũng là siêu phẩm ấy, đồ họa rất là đẹp. Đồ họa rất là đẹp và lối chơi nó thiên về chặt chém. Nó đã đang hay nói con game này nó kiểu như là Doom. What the fuck? Nè. Như này là Doom phiên bản thiên về châu Á. Thì mình cũng mới nhận con game này hôm qua thôi. Mình cũng chưa chơi, mình chơi được có một tí để mình vào mình test game thôi. Thì hôm qua mình đã vào mình chơi mình test game rồi thì hôm nay mình sẽ chơi. Okay. Rồi mình sẽ chơi mình sẽ quay cái step cũ của mình phải. Mình cũng chơi mỗi một tí một đoạn ngắn tí để mình test. Và mình sẽ chơi lại từ đầu. Ok, giờ vào game. Đấy. Mình cứ để multiplayer đi. Cái sau mà có xem dùng không ai chơi cùng không thì chơi cùng, không có thôi. Cứ để đếm được, chạy thường gì. Ok, vào game. Cái này như kiểu độ khó này. Độ khó thì mình để normal đi. Ok, ấn 2 lần nhảy để double jump. Loát hơi lâu nhỉ, chắc là tạm thấy mình yếu à. Ok, xong rồi, loát xong rồi. Loát xong rồi phải ấn nút để nó bắt đầu rồi. Mình bị ốm, mình đang bị ốm vì hơi bị ngạt mũi nên là bình thường cái giọng mình đang nghe nó giống nhạc ngạt mũi rồi. You got Wang. Mr. Wang, it is Wang. Getting late. I said I'd have it to you by 5:30. It's not even 4. You have been chosen for this job specifically. Tôi đi đây. Keeping it phải secure in transit may be challenging. Thì đằng sau vậy? What the fuck? Quái vật à? The Temple of Longing has been occupied of late. Có bắt đâu đấy? Cái này là phần 2 chứ, phần 1 mình cũng chưa chơi đâu. Nhưng mà con vừa chơi chơi chả hiểu lắm. Có chuyện nào thì chơi game chặt chém. Và thấy quái vật lúc chúc. What the fuck? What the fuck? Cái thỏ vừa làm gì? Hai thỏ đang làm điếu. Hai con thỏ ấy cất rồi. Lại đấy. Thanh niên đứng bảo bình tĩnh nhỉ. Có vẻ là không ngạc nhiên với đống quái vật này lắm. Thanh niên có vẻ không ngạc nhiên với đống quái vật này lắm, chắc là biết trước rồi. Cầm katana. Rượu, rượu kiểu của Nhật à? Rượu của Nhật. Fuck off! Fuck off.
Thanh niên này tên là Wang, người Trung Quốc mà cầm katana. Trời cho bà. Rồi AD di chuyển cách cả nhảy, di chuyển cái chuột để ngắm quanh. Đây. Đồ họa game này đây. Khá đẹp. Đồ họa game khá đẹp. Đợi mình chút, đợi mình chút. Ok. Ok, ok. À, và 1, 2, 3 này đủ vũ khí. Chắc thế. Rồi, tao biết rồi, bây giờ mới chỉ. Ấn A là T để... À. Ấn A là T cũng để đủ vũ khí. G cũng để đủ vũ khí. À, G để chuyển ngay về cận chiến. Đúng rồi, G để chuyển ngay về cận chiến. 1, 2, 3, nó nhanh lắm lúc. À, gì? À, đập vỡ này à? Okay. All right. Ô, cái gì ấy? Where the fuck is this thing? Ấn hai nút với nút để chạy. Chạy nhanh, chạy nhanh. Nhìn đồ họa của game này rất đẹp nhá. Bóng bầy. Súng này. Cách để nhảy biết rồi. Ngoài kia nó nói rồi, ngoài kia nó chỉ rồi. Rồi hai nút đấy để nhảy, ngoài kia nó chỉ từ trước rồi. Mình kiếm đẹp vãi cất ạ. Ồ, đây những khung cảnh bên ngoài này. Wow. Rất đẹp chứ. Thực sự cái con game này mà nó tặng miễn phí. Nhìn khung cảnh này. Đẹp vãi cất ạ. Thác nước kìa. Ui. Thác nước đẹp vãi cất. Đi này được không? Đi. Ô. Vãi cứt chết ạ. Chết nó quay về đây ạ. Vãi đấy. Vãi cứt. Cho nó đi được. Mình tưởng là đi vực thì nó một nó không cho đi nữa hay đấy chứ. Mẹ cha. Cái gì cơ? Đi nào. Chưa ai được chết gì này. Chạy. Còn nhiều khẩu súng đẹp vãi. Lên. Thôi đâu ra đây nữa. Đồ họa đẹp vãi cất ạ. Cái gì? Ship. Lượn. Ship để lướt. Lướt. Ui, lướt liên tục từ à? Lướt liên tục không mất cái gì à? Máy lái vậy. À, nhảy hai lần và lướt để nhảy hai lần và lướt để nhảy qua cái đoạn xa này. Okay. Đó, đi đến cái điểm màu vàng kia thôi. Cái điểm này. Cái lông đỏ trâu cao à? Ui, nhìn cảnh vật này rất đẹp đấy. Ui, nhìn nước này, nhìn nước rất là thật chứ, nhìn nước thật lắm. Có tội là không nhìn được bóng mình ở dưới ấy. Thôi đi ở chỗ đấy, cái nhìn rất là thật. Đó nhau nhảy nhảy đặng. Ui, nhảy đây. Ui. Oh, man, you guys get any more ugly, I'm gonna have to start killing you blind. Dừng à? Ui, khổ lúc bắn chậm quá. Khổ lúc bắn chậm quá. Đạn. Khổ lúc bắn chậm quá. Ui. Vãi cứt rồi con gì ra đây. Ui. Ôi nó kéo mình, ôi vãi.
mấy con chó này. Ui cái gì ấy? Vãi đái ạ. Quái vật trong game này ghê vãi cứt. Ui quịt máu ạ. Vãi cái đái. Nếu rồi. Ui ôi, chết rồi, mình chém con cụt cửa cái này ra. Cắt bộ phận nó ra, cắt tay cắt chân nó ra. Mấy con chó. Ok. Một trong chi quy để hồi máu à. À hồi máu thì mất cái chi là cái màu xanh ở bên dưới ấy. Quy à quy với cả chuột phải là tùng... ui vãi đấy, quy với chuột phải là tùng skill. Ồ chơi đấy, đẹp đấy. À chuột phải không nó đâm. Ok, hay đấy. Gì đấy? Ồ, à, đi vào đây là được hồi đệ mẫu, à hồi đệ đạn. Gì đấy, thân nước đen xí đây. Thân nước đây có màu đen như kiểu là bị đổ dầu quá đây. Gì đấy? Phải cất nổ. Làm này đi bên kia. Gì đây? Nghe được nhỉ? Oh, how nice for me. Shit. Phải cất. Rồi. Okay. Bức tượng tỉnh dậy đây. Biết ngay mà. À đây cái con mà đầu vãi cái con đoạn đầu game này à đoạn đầu ấy. Ôi vãi mình đánh nhau nó à. Ui gì đấy, cò hóa này. Ui gì đấy, ui gì đấy, từ à nhầm. Ui cái gì nhầm à. Ui. Tao không dùng một skill. Ôi nhòm cái tao, nhòm cái tao vậy. Úi dồi, phải bỏ hóa. Còn một bực mày thôi, chết đi. À con đoạn kia. Ai cho mày hú máu? Ai cho mày hú máu? Ui chết. Ui vạn xạ này. Hơi loạn. Ôi, bắn vỡ cái này này. Vãi. Game tương tác. Kinh vãi. Gì vậy? Nó nổ. Vãi cất. Game tương tác kinh vãi. Mình đánh nhau nó chưa quen lắm nên là nó hơi khó. Và game này nó tiết tấu nó hơi nhanh. Đánh nhau cất đông đấy. Fuck my life. Fuck my life, chạy nhanh. Fuck my life.
quét cái này. Con mồn nó còn chạy. Tao mà mày làm gì? Đi vãi cứt thành liền. Ô mà nó bơ hết rồi. Vãi bọn đi nhanh vậy. Mất luôn rồi. Vãi lên bựa vãi. Yeah. Ui, nó nổ à. Vãi dài. À, đi ở đây là khối máu. Chạy đi. Ui, vãi cất độc. Cái này nó nổ rồi. Cảnh nó đi. Có quái gì ra hết đây. Cái này toàn nổ rồi. À, nhảy, nhảy đây. Ok. Ok. Quái vật đâu hết rồi. Coming. Đi đây à? Đi về làm chỗ này à? Cái gì vậy? Phải cất bò. Cờ hóa, cờ hóa. Ừ, cảm thấy chuột nó hơi nhạy quá. Để mình chỉnh chuột cái gì tí. Ok hơn đấy. Chuột nó hơi nhạy quá. Cái gì đấy? Ố. Cái gì đấy nhỉ? Thế chả biết đấy cái gì nữa. Ta đi đường nào? Ngã ba đường tình này. Đi đường này đi. Ở đâu? Đường này đường nhảy xuống hả? Chắc phải đi đường kia đấy. Phải cất ạ. Như là súng mình bị dính máu này. Mình bắn xong súng mình bị dính máu ghê. Game này làm rất là thật, rất là đẹp. Đồ họa đẹp. Cái tương tác cũng rất là thật. Game này nó thiên về chặt chém mà. Nên là bản tiết tấu đánh nhau nó khá là nhanh. Lấy con nước này. Cờ hóa này. Nhòm như tao. Nhòm như tao. Ô gâm, chết à. Phải cái đấy. Cái bức tường này có thể leo được. Có một vài cái bức tường có thể leo được. À cái này, cái đèn lồng đỏ treo cao này nó như kiểu để mình xếp game ấy. Đến đây là xếp game. Ok ok. Giờ nhảy đây à? Ui. Gì đấy? Nhạc nhẽo ghê vậy. Ui ui. Quái 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 quái. Cò hóa này. Mày hay kiện tao à? Oh hey you guys, you need directions? Make a sharp left, move my sword and keep on going. Con này tao cho mày binh dự chết một súng. You deserve a hand for that. Oh look, here's what someone's not using anymore. Bắn nát bét đầu ra, khổ vãi. Khổ thân mày. Ui, súng nó bắn ghê vãi. Mình nhặt được cái hình con sói mất đèn gì. Ok. Giờ quay lại xe. Có thể mình vào đây để làm gì? Tự nhiên dừng xe ở đây xong đi vào trong cái đèn này đi vòng xong lại đi ra. Chả có ý nghĩa đéo cả. Thế lên xe.
Đây chỗ nào này? Hạt thì hồi khổ ốm khổ ấy. Chỗ này chỗ nếu nào này trông như kiểu cái gì nhỉ? Trông như kiểu nhà cổ Nhật Bản ấy, giống như là kiểu bên Nhật đấy, trông như kiểu cái nhà của bọn Yakuza ấy. Nhưng trông mấy thằng này đúng giống kiểu Yakuza thật. Trông này, trông áo vest để đeo kiếm đeo súng ấy, bắn nó được không? Coi như thằng ra bắn được không? Ui không phải bắn được à? Bắn phát thẳng đầu không sao, máu tóe lung tung lên mà không bị làm sao. Mày nhờ, mày nhờ phải đái thật chém nào. Mày nhờ phải đái bọn này toàn siêu nhân đây. Nghe vậy làm mình lên xe xong cái mình đi về đây như kiểu đây là cái chỗ như là kiểu là cái gì này phải đái á. Fuck you đây mình đi vào đây. Mày muốn gì? Đây chỗ nào? Mamushi Heika may be a cold-blooded sociopathic mob boss, but she knows how to decorate. Thôi nói đấy. Thảo nói nhỉ? Thằng này giống như thằng tàng ngoài kia. Đây vào phòng này. Ui, đây chỗ nào này? Mấy em gái ninja này. Ô, Deadpool kìa. Nhìn giống Deadpool vãi. À trong đời giống giống thằng Deathstroke. Nhưng mà phiên bản nữ. There has been an incident, Mr. Wang. Đúng rồi, trông giống Deathstroke hơn là Deadpool. Cái gì mặt nạ mà cắt một tửa. Nhưng mà Deathstroke thì nó lại là màu da cam màu đen. Còn đây là màu da cam màu màu đen màu đỏ. I am here on personal business. Kamiko has gone missing. Màu đen màu đỏ thì giống Deathpool. Nhưng mà cái mặt nạ của nó thì là kiểu của Deathstroke. It's gonna be no balls for you if you don't shut your yammering mouth. Ah, I see what's going on. The big boss's daughter got lost on your watch. Twice may I be heading? More importantly, do you think they'll sell tickets? I'm afraid the situation is quite serious. For some time, she's been worried that Zilla has found her out. And today she was due at my garage at 4. She is never late. whoa, rewind. Zilla? Orochi Zilla? Yes. She was working in his labs. Undercover. Oh, he doesn't like that kind of thing. I'm organizing a rescue mission. Zilla's security is legendary. They wouldn't get past the front desk. And what would you suggest? Go in quiet. You send one guy, preferably one that knows his way around. Are you offering your services? Depends on what you're paying. 100,000 cash. That should please my accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then, find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No. This is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location you may use. Okay then, take her to the old man's place. Bring her to my garage, I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her. Want to see her? Lo Wang? Yes. Don't fuck this up. À đúng rồi, mình ra trong cái đàn kia thì mình lấy cái kia cho thằng này. Cái viên kia kìa. Mình quay mắt. Lady sure knows how to motivate her workforce. Mình ra đây mình lấy cái viên kia. Đúng rồi, mình nào đấy không có ý nghĩa gì. Hey, beats being the fool of the tearful fart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! Mẹ, quá nhiều vãi cứt. Ơ, what the fuck? Khoan đã để tao nhìn lại mấy em đi ra kia. Mẹ. Một cơ hó hay chưa gì đâu đóng cổng rồi. Tao đang nói chuyện thằng đầu này. À, này nó kiểu nhận nhiệm vụ. Ôi, nhận nhiệm vụ. Được 10.000 tiền, một skin point. Đánh. Ô, mới được một khẩu phức tạp.
ngon. Cảm ơn. Ấn Y để đây là trang bị của mình này. Đây mình đang có bốn trang bị. Upgrade. Level 6 3 cộng 4. Upgrade vào vũ khí. Cái kiểu up ngọc vào vũ khí mà. Kiểu thế. Không, mình thích up vào cái khẩu súng lục cơ, mình thích bắn khẩu này. Ok. Mình có viên này nữa. Thôi cái này. Có tháo được không? Được. Tháo được, thế mà. Cái này lắp hết đi. Còn cái này để lắp vào đây được nữa. Thôi, lắp vào đây vậy. Ok. Skin. Mình có một skin boy mà. Cái này cái gì? Này đi. Nắp này. Ok. Còn mấy cái này nữa mà. Cái này kiểu cái này kiểu tinh rank cơ, tinh tham. Cái này các kiểu khác đường ấy thầy. Cái này tăng chi này. Cái này cái gì? Cái này là tăng kiểu khác. Lắm vãi, kiểu thứ vãi cả ấy. Cái này gì? Đây vũ khí mình, thông tin vũ khí. Thông tin các loài quái mình cũng biết này. Nắm thứ vãi ạ. Nắm thứ vãi cấp. Thôi, một phát đi. Ok. Giờ nó chỉ mình đi dưới này. Thử có sóc ăn mà. Úi dồi. Ui, tai nạn ghê vậy. Bọn này như kiểu siêu nhân vãi cất thành viên thấy đạn. Bắn thấy không chết. Starting to feel like a goddamn babysitter. But you know what? Babysitters make good money. Vãi xe. Đến đây nói linh tinh tinh đưa ông kia cái cục kia xong này thì lại nói linh tinh tinh tiếp rồi được khẩu shotgun. Khá ngon.